loại bỏ vết bẩn. Vết bẩn được loại bỏ dễ dàng chỉ với vài nút bấm đơn giản. Nhờ công nghệ inverter tạo ra luồng nước lớn và mạnh mẽ hơn. Sau đó, mâm giặt quay tạo ra luồng nước thẳng đứng mang đến hiệu năng giặt vượt trội. Thanh nhiệt làm nóng nước ở nhiệt độ khác nhau nhằm loại bỏ vi khuẩn và vết bẩn cứng đầu. Vết bẩn cứng đầu giờ đây đã có thể loại bỏ thật dễ dàng. Đó mới là cách chúng ta làm chủ việc giặt giũ. Panasonic.